Hello, xin chào tất cả các em nha. Là thầy Duy đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái series chữa đề thi thử trên lớp vật lý physics. Cụ thể là đề số 10. Thi vào thứ bảy tuần trước. Thì hôm nay Sài Gòn bắt đầu mưa ha, bắt đầu bão rồi. Chúng ta tịnh tâm ở trong phòng giải đề thôi. Rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Câu số 1. Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công? Được chưa? Muốn là biến đổi nội năng do thực hiện công đó. Thì có nghĩa là phải thực hiện độ dịch chuyển. Đó, và cái lực đó, đó, cái lực mà thực hiện công đó có thể làm vật bị biến dạng. Có khả năng làm vật bị biến dạng. Thì ở đây mài dao có ha, làm dao bị biến dạng nè. Đóng đinh có làm cho cái chỗ đóng bị biến dạng. Khuấy nước có làm cho nước bị biến dạng đúng chưa? Đó, thực hiện độ dịch chuyển nhưng mà cái lực đó đó có khả năng làm cho cái vật thể đó nó bị biến dạng được chưa? Chỉ có nung sắt trong lò là không có thực hiện độ dịch chuyển được chưa? Không có thực hiện độ dịch chuyển và khi sắt chưa nóng chảy nó cũng chả có biến dạng gì nhiều đúng chưa? Đó thì ở đây á, là sẽ không làm biến đổi. Lộn, không làm biến đổi nội năng do thực hiện công mà là do truyền nhiệt. Câu số 2, cho hai vật A và B tiếp xúc nhau, nhiệt chỉ truyền từ A sang B khi nhiệt sẽ tự truyền từ A sang B khi nhiệt độ của vật A lớn hơn nhiệt độ của vật B, được chưa? Nhiệt sẽ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp ha. Không không ăn thua tới nội năng ha. Câu số 3, phát biểu nào là không đúng khi nói về nội năng? Câu A, nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, chính xác. Ok chưa? Ở nội năng có thể chuyển hóa thành công hoặc là công có thể chuyển hóa thành nội năng. Nói chung là ok, nó có thể chuyển hóa thành dạng năng lượng khác và nó chính xác là một dạng năng lượng của vật. Câu B, nội năng là nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích. Chính xác luôn, được chưa? Nội năng là một hàm, đúng chưa? Phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích. Chỉ có nội năng của khí lý tưởng thì đa số là phụ thuộc vào nhiệt độ chứ không phụ thuộc vào thể tích. Tại vì thế năng tương tác của các phân tử khí lý tưởng là rất bé, có thể bỏ qua. Ok. Câu C, nội năng của một vật không phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích là sai. Được chưa? Đó. Câu B với câu C đá nhau mà, đúng không? Không đội trời chung mà, một câu đúng thì một câu sai thôi. Câu D, nội năng của vật có thể tăng lên hoặc giảm xuống, chính xác. Bằng chứng là độ biến thiên nội năng có thể âm dương, được chưa? Hoặc là bằng không. Câu số 4. Trường hợp nào sau đây chứng tỏ chất khí rất dễ dễ bị nén? Bơm không khí làm căng xăm xe đạp, sau đó dùng tay bóp vào xăm xe, ok chưa? Thì cái xăm xe là một cái vật liệu đàn hồi. Khi mà chúng ta bóp vào xăm xe là nó có khả năng sao? Co giãn được, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ thấy được là chất khí dễ nén thiệt. Đúng mà chúng ta hay kiểm tra coi cái xăm xe đạp của mình nó có căng hay chưa đó, đúng không ? Nó có đủ áp suất hay chưa đó. Câu B, bơm không khí vào chai thủy tinh đậy nắp và nút kín, ok, sau đó dùng tay bóp chai thủy tinh. Chai thủy tinh không có khả năng biến dạng cho nên là mình cũng chả chứng minh được là nó sao, nó có dễ nén hay không, đúng chưa? Bơm khí ga vào trong bình chứa, sau đó lấy búa gõ nhẹ thành bình. Cái bình chứa là cái là thường là bằng kim loại đúng không? Khí ga là bằng kim loại rất là cứng mọi người ha. Đó thì lấy búa gõ nhẹ vào thành bình thì chưa chắc gì nó đã biến dạng đúng chưa? Đó. Và cũng không thể hiện được là chất khí dễ bị nén hay là cái bình nó dễ bị móp đúng chưa? Cái này là sai. Câu D, bơm không khí vào ống đồng đậy nắp và đút kín, sau đó dùng tay bóp vào thành ống. Không, đúng chưa? Cái biến dạng tốt nhất ở đây là cái xăm xe. Ok chưa? Và cái việc mà chúng ta dùng tay bóp vào nó hả? Nó lúng được á, chứng tỏ là cái chất khí nó rất rất dễ nén ha. Câu số 5. Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy. Phát biểu này sau đây là đúng. Câu A, lực hút giữa các phân tử trong chất rắn luôn lớn hơn lực đẩy. Lực hút luôn lớn hơn lực đẩy là ẩu rồi đó ní đúng không ? Ừ.
Lực hút giữa các phân tử trong chất rắn luôn lớn hơn lực đẩy. Hợp lý không nhỉ? Tại vì á, vượt khỏi, nói chung là có lực hút và lực đẩy đúng chưa? Luôn luôn tồn tại lực hút và lực đẩy. À, luôn luôn tồn tại lực hút và lực đẩy ha. Ok, chính xác ha. À, không phải. Ý là luôn tồn tại lực hút và lực đẩy, cho nên là nó nói là lực hút giữa các phân tử trong chất rắn luôn lớn hơn lực đẩy là chưa chắc, đúng không ạ? À? Là chưa chắc. Chưa chắc. Tại sao? Tại vì có khi là lực đẩy vẫn lớn hơn lực hút được. Được không? Với lại là các phân tử chất rắn ở rất là gần nhau, cho nên là lực đẩy phải chiếm ưu thế cơ. Đúng chưa? Lực đẩy phải chiếm ưu thế cơ, chứ đừng nói là vật rắn. Đúng không ạ? À? Đó, nhưng mà do là các phân tử chất rắn, các cái ion mạng tinh thể vật rắn nó là có cấu trúc, nếu mà có cấu trúc tinh thể thì nó rất là cố định ha. Đó, cho nên là không nói được điều gì, đúng chưa? Không nói được điều gì. Nhưng mà cái việc mà lực hút lớn hơn lực đẩy là đa số là sai, đúng chưa? Tại vì lực đẩy phải lớn hơn lực hút mới đúng, đúng không ạ? À, câu B, khí có thể lấp đầy không gian bình chứa vì lực đẩy giữa các phân tử lớn hơn lực hút. À, sai, đúng chưa? Không thể nào lấp đầy không gian được ha, không thể nào lấp đầy không gian được. À, vậy là câu này câu sai ha. Giữa các phân tử phải có khoảng cách. Câu C, khi khoảng cách giữa các phân tử tăng lên thì cả lực hút và lực đẩy dần yếu đi. Chính xác ha. Thì khi mà lực hút lộn khi mà khoảng cách nó tăng lên á, đúng không ạ? Khi mà khoảng cách tăng lên, được chưa? Thì có nghĩa là cái lực tương tác phân tử nó càng càng nhỏ. Ok, cả lực hút và lực đẩy, đúng không? Đều bị nhỏ lại. Thì chúng ta có thể coi lại cái thí nghiệm ảo, không phải cái thí nghiệm ảo nữa mà cái mô phỏng ảo, để cho cái thế năng tương tác, đúng không? Hay cái lực tương tác của các phân tử theo khoảng cách, đúng chưa? Ở thầy hay làm đó, nhưng mà thôi. Được, không làm nữa ha, mất thời gian. Ok, như vậy là câu này là câu đúng. Câu C, câu D, khi khoảng cách giữa các phân tử tăng lên thì lực hút mạnh lên, còn lực đẩy yếu đi. À, thì lực hút mạnh lên, nhưng mà lực hút chỉ mạnh lên tới một cái ngưỡng thôi. Ok, ra lực hút chỉ mạnh lên tới một cái ngưỡng thôi, sau đó thì nó cũng giảm, đúng chưa? Đó, cũng giảm ha. Có nghĩa là càng ra xa, à khi khi khoảng cách tăng lên vô hạn thì để ra trung bình là lực hút và lực đẩy đều yếu đi, để ra đó nó chỉ có một cái ngưỡng duy nhất là cái lực hút nó tăng lên thôi, được chưa? Là từ cái vị trí mà tí nữa có không ta, hình như thầy nhớ thầy gõ cái đề tí nữa nó có cái đồ thị á, tí nữa thầy sẽ nói cho mọi người ha. Ok mà. Rồi câu số 6, khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn. Câu A, nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng 1 kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy. À, thì câu này là câu chính xác. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là joule chia kg. Chính xác nha, nhớ phải có chữ riêng. Các chất khác nhau thì nhiệt nóng chảy riêng của chúng khác nhau. Chính xác luôn. Ở đáp án là câu D. Câu số 7, nhiệt độ là 46 độ C thì nhiệt độ tính theo thang nhiệt độ Kelvin là T của mình sẽ bằng T nhỏ cộng 273. Để cho chúng ta cộng vào thì chúng ta sẽ có là 46 cộng 273. Thì nó sẽ ra là 319. Đáp án là câu B. Câu số 8, một bình kính chứa N bằng 9,03 nhân 10 mũ 23 nguyên tử khí heli. Khối lượng khí trong bình đó là bao nhiêu? Ok chưa? Thì M của mình ha, nó sẽ bằng đi cho số mol, đúng chưa, là N chia cho Na nhân cho khối lượng mol. Thì khí heli là khí hiếm mọi người, cho nên nó sẽ tồn tại ở trạng thái đơn nguyên, cho nên là chỉ có một phân tử thôi và một một nguyên tử thôi. Một nguyên tử heli thì là 4 gram chia mol, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có là 9,03 nè chia cho 6,02 nè. Đó, tất cả đều có nhân 10 mũ 23 cho nên nó triệt tiêu nha. Nhân cho 4 thì nó sẽ ra là 1,5 x 4 là 6 gram. Đáp án là câu D.
Câu số 9. Người ta truyền nhiệt lượng là Q bằng cộng như đây luôn cho chất khí trong xi lanh. Khí giãn nở thực hiện công. À, khí thực hiện công cho nên A của mình là bị âm, đúng chưa? Đẩy piston dịch chuyển. Độ biến thiên nội năng nó sẽ bằng A cộng đi cho Q. A của mình nó là trừ 700 cộng Q là 1002. Như vậy nó sẽ ra là 5 lốt joule. Đáp án là câu A. Câu số 10. Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng là 100 gram ở nhiệt độ 20 độ C để nó hóa lỏng ở nhiệt độ 658 độ C là bao nhiêu? Ok. Thì để hóa lỏng một miếng nhôm á, ở 20 độ C á, thì cần đưa nó lên tới nhiệt độ nóng chảy. Xong sau đó mới cung cấp nhiệt lượng để nó nóng chảy ra. Thì Q toàn phần của mình á, được chưa? Thì nó sẽ bằng Q để tăng nhiệt độ cộng đi cho Q nóng chảy. Được chưa? Thì chúng ta có thể đặt nguyên tử chung là M ra. Mở ngoặc vuông C T cho trừ cho T lúc đầu cộng đi cho lambda. Rồi thế thôi. 0,1 C lúc C của mình á là nhiệt dung riêng á là 896 nhân cho T. T là 658 trừ đi cho 20. Chúng ta cộng cho lambda. Lambda của mình là 3,9 nhân 10 mũ 5. Ủa to thế nhỉ? Ủa to thế. Đúng không ạ? Nhiệt nóng chảy của nhôm hơi to đấy. Đúng không ạ? Thì nhớ là nước là to nhất trong cái bảng mà mình biết mà. Rồi kệ đi, cho bao nhiêu là húp bấy nhiêu thôi. Biết đâu nhôm gì đâu. Đúng không ạ? Có biết được là nhôm gì đâu. Thì ghi cái này còn lâu hơn là ghi ghi thẳng ra 96.164. Ok, 78. Như vậy là chúng ta chia 1.000 đi, đổ qua kilojoule là 96,16 kilojoule. Đáp án là câu D. Câu số 11. Một động cơ nhiệt có hiệu suất là 25%, công suất là 30 kW, tính nhiệt lượng mà nó tỏa ra cho nguồn lạnh trong 5 giờ làm việc liên tục, đúng chưa? Thế đây là H nè. Ok, nhân A bằng đi cho Q. Ok, vậy tương đương H của mình á là 25%. A của mình á là B nhân tô. B của mình là 30 nè. Nghìn. Ok chưa? Nhân cho tô. Đó, 30 mình quát mà nhân cho tô. Q. Q là cái mình cần tính. Được không ạ? Ok. Được chưa? Ôi cái này nhầm. Cày chứ nhầm, từ từ nha. Hiệu suất của động cơ nhiệt mà. Hiệu suất của động cơ nhiệt, được chưa? Thì nó sẽ bằng hiệu suất thì nó là cái phần có ích là công sinh ra nè, chia đi cho cái Q1. Q1 là gì? Thì xin thưa là Q1 là cái nhiệt lượng mà nhận được từ nguồn nóng, đúng chưa? Ở và A này nó sẽ bằng, đối với cộng động cơ nhiệt nó sẽ bằng đi cho là Q của nguồn nóng trừ cho Q của nguồn lạnh, đúng chưa? Có nghĩa là cái phần mà nó thải ra đó, đúng không ạ? Mọi người cứ biết là Q1 nạp vô, đúng chưa? Thì một là nó sinh ra công, hai là nó vẫn tỏa nhiệt, đúng chưa? Tỏa nhiệt ra môi trường. Thì cái phần mà tỏa nhiệt ra môi trường là cái phần mà không có ích. Tại vì động cơ nhiệt là mình muốn đầu ra phải là cơ, mà nó ra nhiệt là không được, đúng chưa? Đó. Thì mình sẽ có A là Q1 cộng Q2 gì đó nha. Trừ Q2 nha. Cái này là Q1 nè. Rồi thôi mình thế vô thôi. Thế vô. H của mình là 25%. Q1 của mình á là chưa biết. Trong 5 giờ hả? Q1 của mình á là nó kêu là công suất là nó cho A mà ta. Nó cho A nó mới mất công chứ. Cho A mình tính ra được động cơ nhiệt công suất là 30 kW, đúng mà. Tính nhiệt lượng mà nó tỏa ra cho nguồn lạnh trong 5 giờ làm việc liên tục. Ok. Vậy thì mình sẽ tính ra được A. Tính ra được A xong rồi tính ra được Q1 thì mình sẽ tính ra được Q2. Được chưa? Công suất này là công suất mà chúng ta sử dụng được, đúng không ạ? Là A đó. Ủa làm sao cho nó dẻo ta, từ từ.
À, như vậy là mình phải thế hết thành Q2 chứ đúng không ạ? Hơi cay. Cay thế nha. Q1 của mình á. Mà ha. Q1 của mình á là bằng A cộng Q2 đúng không? Vậy nó là A nè. A cộng Q2 nè. Được chưa? Đó thì cái công suất có ích của mình á là 30 kW. Được chưa? Trong 5 giờ. Thì mình là thế vô đây mình xếp xôn thôi. H là 25%. Lúng túng thế, lúng túng thế. 30. 30 kW là 30.000 5 giờ. 5 giờ mỗi giờ là 3.600 giây. Ở thằng này cũng vậy luôn. Lúng túng thế. Không dẻo rồi, không dẻo rồi. Cộng đi cho Q2 chưa biết, vậy suy ra Q2 luôn. Bằng bao nhiêu? 25% bằng đi cho 30.000 nhân 5 nhân 3.600. 30.000 nhân 5 nhân 3.600 cộng ít xì ship xôn bằng to ha, chia cho 10 mũ 7 đi, thấy số quen quen đúng không ạ? À? Nó ra là 162 ai nhân 10 mũ 7 joule đúng không ạ? À? D thất thoát khá là nhiều đúng chưa, thất thoát khá là nhiều, nhưng mà số này là số nhỏ nhất trong mấy số này. Con 12, biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10 mũ 7 joule chia kg, nhiệt dung riêng của nước là như đây, dùng bếp củi có hiệu suất là 30% để đun sôi 5 kg nước ở 25 độ C thì cần bao nhiêu kg củi khô? Ok baby. À, cái này là quy nhỏ nè, đúng không? Năng suất tỏa nhiệt thì quy sẽ bằng quy nhỏ nhân đi cho m. Đúng chưa? Quy cái này gọi là nhiệt lượng đúng chưa? Mà nó tỏa ra quy nhân m ha. Thì chúng ta sẽ có là h nè. Bằng quy của quy tỏa nhiệt đúng chưa? Quy tỏa nhiệt nè. Bằng đi cho chuyển hóa thành gì? Chuyển hóa thành nhiệt lượng để đun bếp, đun đun nước đúng không? Là bằng quy. Được chưa? Tương đương h 30%. Quy là bằng quy nhỏ là 10 mũ 7 nhân đi cho m. Ok chưa? M của củi nha. Còn quy nước là 5 kg nước nè. Nhiệt dung riêng là 4.200 nè. Đun sôi tức là vừa khít là chúng ta dừng lại chứ không làm cho nó hóa hơi chi hết. Là nó vừa khít 100 trừ cho 25, không làm hóa hơi nha. Đó, về ship xôn ra MC thôi. Được chưa? Ship xôn ra MC thôi. 5 nhân cho 4.200 nhân cho 75 chia đi cho 0,3 nhân 10 mũ 7 thì nó sẽ ra là 0,525 kg. Đáp án là câu A. Câu 13. Một phòng học có diện tích là 15 mét vuông và cao 3 mét có chứa không khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết không khí có lượng mol là 29 gram trên mol và thể tích là 22,4 lít trên mol khối lượng không khí trong phòng học. Ok. Vậy tìm thế nào để kia là được đúng không ạ? Rồi. Khối lượng mol và thể tích mol. Khoai phết đấy, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nhìn đơn vị để làm cho nó dễ ha. Bây giờ khối lượng mol là thì là m lớn đúng không? Thể tích mol thì thầy sẽ ghi là Vm lớn, hai này chia nhau sẽ ra khối lượng riêng. Đúng chưa? Đều là của một mol mà, cho nên là chúng ta sẽ ra được khối lượng riêng. Đúng chưa? Xong chúng ta sẽ nhân đi cho thể tích. Đúng không? Khối lượng riêng nhân thể tích là xong. M của mình đó là 29 nè. Chia cho thằng này là 22,4. Ở đơn vị là gam chia lít nè. Cái này là gam chia mol, chia cho lít chia mol thì nó là gam chia lít nè. Ok chưa? Xong sau đó cho nên cho chúng ta nhân đi cho là bao nhiêu đây? Là 15 nhân 3 mét khối. Mét khối thì đổi qua là nhân 1.000 nữa là lít, đúng chưa? Nhân 1.000 nữa là đổi qua lít. Thì này nó sẽ ra là lít đi ha. Thằng này nó sẽ ra là 29 chia đi cho 22,4 nhân đi cho 15 nhân 3 nhân cho 1.000 thì nó sẽ ra là bao nhiêu đây, gam 58259 đúng chưa, sắp xỉ 58259 gam.
thì nó phải là chia đi cho 1.000 để đổi qua kg thì nó vào cỡ là 58,3, đúng không? Sắp xỉ luôn 58,3 kg. Đáp án là câu A. Chờ khá là nhiều không khí đấy. Câu 14. Khi truyền nhiệt lượng 6 nhân 10 mũ 6 joule cho khí trong một xi lanh hình trụ thì khí nở ra đẩy piston làm thể tích tăng thêm 0,25 mét khối. Đây là delta V rồi. Ok chưa? Biết áp suất là B. Ok, vậy tính công trước, đúng không ạ? Công của mình thì do đây là khí nở ra cho nên là khí nó sẽ mất công, đúng chưa? B nhân V đó, nhân delta V chứ thầy, sorry, nhưng chỉ đối delta V ha, bằng trừ 8 nhân 10 mũ 6 nhân cho 0,25 thì mình sẽ ra là trừ 2 nhân 10 mũ 6. Q của mình là bằng cộng 6 này, đúng chưa? Vậy delta U của mình nó sẽ bằng đi cho A cộng đi cho Q, trừ 2 mà cộng 6 là ra 4 nhân 10 mũ 6. Đáp án là câu B. Câu 15. Một cốc nhôm có khối lượng là cốc nhôm số 1 chứa nước số 2. Người ta thả vào một thìa đồng ở nhiệt độ là 100 độ. Thìa đồng số 3. Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt, đúng chưa? Thì chắc chắn là cái nhiệt độ cân bằng của mình nó sẽ dưới 100 độ, tức là nước chưa hóa hơi, đúng chưa? Nước không có khả năng hóa hơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là gì đây? Đây nhá. Q1 cộng Q2 cộng Q3 bằng 0, đúng chưa? Q1 của mình là nhôm là 0,12 nhân nhiệt dung riêng của nhôm là 880 nhân cho nhiệt độ cân bằng là chưa biết, nhiệt độ lúc đầu là 24 độ. Tại vì cốc nhôm đang đựng nước cho nên là nhiệt độ của hai tụi nó phải bằng nhau từ ban đầu, phải cân bằng từ ban đầu. Nước là 0,4 nhân cho 4190 nhân cho T cân bằng trừ đi cho 24. Ok chưa? Rồi cộng tiếp cho 0,08 là thìa đồng có nhiệt dung riêng là 380. T lúc sau là cân bằng chưa biết, T lúc đầu là 100 độ thì nó bằng 0. Vậy là 0,12 nhân đi cho 880 nhân đi cho x xì trừ cho 24 cộng đi cho 0,4 nhân cho 4190 nhân cho x xì trừ đi cho 24 cộng đi cho 0,08 nhân đi cho 380 nhân đi cho x xì trừ đi cho 100 bằng 0. Ship xôn bằng. Vậy là ra là cỡ là 25,27. T cân bằng sẽ xấp xỉ 25,27 độ C. Ok chưa? Đó thì nó là câu A. Câu 16. 1 gram nước đá được. Được gì ta? 1 gram nước đá ở 0 độ C. Ok. Được. 0 độ C. Được đặt vào một nhiệt lượng kế chứa 1 gam nước ở 40 độ C, bỏ qua nhiệt dung riêng của nhiệt lượng kế. Biến nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là như đây, nhiệt dung riêng của nước là như đây, trạng thái cân bằng của hệ gồm. Tàn đấy. Ok chưa? Chúng ta sẽ sử dụng trục biện luận, đúng chưa? Để giải được bài toán này cho nó mượt, đúng không? Thì trục biện luận ở đây thì chỉ liên quan tới sự nóng chảy thôi. Sự nóng chảy của nước thôi. Ở đây là 0 độ C nè. Ok chưa? 1 gram ha, 1 gram. Còn thằng kia là 1 gram nước ở 40 độ C. Cũng 1 gram nước luôn, nhưng mà ở 40 độ C. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ đi tính nhiệt lượng để mình sẽ chọn một điểm cân bằng tạm là điểm cân bằng ở chỗ này đi. Vậy sẽ tính nhiệt lượng cần, đúng không? Khi mà nó đi tới đó. Vậy là 1 gram là 0,001 nè. Nhân đi cho để nóng chảy, đúng không? Cái đoạn này là đoạn nóng chảy mà. 336,000 bằng 336, được chưa? Còn quỹ kia là 1 là 0,01, 0,001 nhân đi cho nhiệt dung riêng là 4.200, nhân đi cho lúc sau là 0, lúc đầu là 40 bằng âm 168. Âm 168 cộng lại là nó dương, đúng chưa? SC của mình là tổng tất cả nhiệt lượng ghi trên trục đi tới điểm cân bằng đó là nó dương.
mà khi nó dương tức là điểm cân bằng thật là dời sang gì, dời sang trái, điểm cân bằng thật đó là bên trái là nằm đây, thì nước đá không tan hết, đúng chưa? Nước đá của mình là không tan hết, đúng không? Đáp án đã thể hiện được điều đó. Vậy là mình chỉ đi tới đây thôi, điểm cân bằng thật của mình là màu xanh lá cây nè đó, giờ đi từ đây tới đây trước được chưa, là nó chỉ tan một phần thôi là delta m, thì ghi dưới đây nha, delta m nhân cho lambda là 3 3 6 0 0 0 được chưa, xong sau đó là chúng ta cộng đi cho nhiệt lượng để đi từ đây tới đây đó là trừ 168 bằng 0, vậy suy ra delta m của mình nó sẽ bằng 3 3 168 chia cho 3 3 6 0 0 0 bằng, nó sẽ ra là nhân cho 1.000 luôn để đổi qua gam, 0,5 gam, được chưa? Như vậy nước đá chỉ tan 0,5 gam, nó đã donate 0,5 gam nước đá cho nước rồi, như vậy là chỉ còn là 1,5 gam nước và 0,5 gam nước đá, được chưa? Nước đá bị mất 0,5 gam ha. Ok. Câu số 7. Bỏ một khối nước đá 1 kg ở âm 5 độ C vào một bình thép có khối lượng là 500 g đựng 5 kg nước ở 30 độ C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá C đá bằng như đây và của nước là C nước là như kia. Của thép là như đây, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là như đây, bỏ qua sự trao đổi nhiệt môi trường bên ngoài. Tính nhiệt độ của bình nước C khi có sự cân bằng nhiệt. Ừ. Có thể đấy, có thể đấy. Khả năng đấy. Phải làm ra ngoài sao ấy trời, ở chỗ ha, mà làm ra ngoài thôi chứ giờ sao đây. Câu số 17, yeah. Ok rồi. Thì ở đây chúng ta phải dùng tới trục biện luận, tại vì không biết là nó có chuyển thể hết hay không, đúng chưa? Không có chuyển thể hết hay không. Và ở đây là liên quan tới sự chuyển thể của nước thôi, tại vì lân cận cái vùng nhiệt độ này thì thép chả chuyển thể, đúng chưa? Đó, chỉ có sự chuyển thể của nước thôi. Vậy là chúng ta sẽ có một cái cục hình chữ nhật là của nước nè, là ở 0 độ ha. 0 độ. Chúng ta có khối nước đá là 1 kg ở âm 5 độ C. Âm 5 độ C. 1 kg ở âm 5 độ C ha. 1 kg nè. À, một bình thép có khối lượng là 500 g đựng 5 kg nước ở 30 độ C. Ok, 5 kg nước lần ở 30 độ C. Ok. 30 độ C. 5 kg nước. Đúng chưa? Ở đây có 5 kg nước và có cũng là 30 độ C luôn mà có 0,5 kg thép. Ok, có 0,5 kg thép nha. Để thầy xòe ra chỗ này. 0,5 kg thép, đúng không? Rồi. Ok, tính nhiệt độ của bình nước khi có sự cân bằng nhiệt. Thì bây giờ thầy sẽ phải chọn một điểm cân bằng tạm. Là thầy chọn ở đây đi. Đúng chưa? Và thầy đi tới đây. Thầy phải đi từ đây tới đây rồi đi từ đây tới đây. Coi nó là bao nhiêu. Đi tới điểm cân bằng tạm nha. Đi nhiệt tới điểm cân bằng tạm cho thầy. Là nhiệt dung riêng của nước đá là 2.100, vậy 5 nhân cho 2.100 nè, 1 kg chứ nhập 1 kg nè, nhân cho 2.100 nhân đi cho độ trên nhiệt độ là 5, vậy là 10500 trước nè, sau đó 5 kg nước đó sẽ nóng chảy là nhân cho 34000 bằng, vậy là 1.670.000. Ok chưa? Rồi, còn bên đây là thầy sẽ đi thép và đi nước từ đây về đây, đúng chưa? Đi thép và đi nước luôn nha. Là ở đây có 5 kg nước nè. Nhân đi cho là 4200 nè. Đi lên 30 độ nè. Thật ra là nó về 30 độ ha. Về 30 độ là trừ 30. Cộng đi cho 0,5 kg thép nhân cho nhiệt dung riêng của thép là 500. Về 30 bằng. Thì nó ra là âm 63.000, 673.500
Tức là sao? Tức là sao bà con? Tức là tổng đúng không? S của mình ha, S của mình là nó sẽ tổng tất cả các nhiệt lượng có trên hình nè thì nó sẽ bị dương đúng chưa? Mà nó bị dương thì điểm cân bằng nằm bên phải điểm cân màu đỏ đúng không? Điểm cân bằng nằm bên trái, nằm bên trái. Ok chưa? Đó, của cái điểm màu đỏ. Rồi bây giờ mình sẽ tới màu xanh, mình sẽ chọn điểm cân bằng màu xanh là bên đây. Đúng chưa? Đó thì mình sẽ lúc mà điểm cân bằng màu xanh thì thằng này nó sẽ là vẫn là âm 6 3 7 500. Nhưng mà do là thằng này là đông đặc lại cho nên là nhiệt lượng nó tỏa ra là 167000 ở đây. Đúng chưa? Ở xong rồi sau đó mới sao? Mới cộng cho này. Thì nếu mà tính theo điểm cân bằng màu xanh á thì S màu xanh sẽ âm, có nghĩa là điểm cân bằng nó nằm bên bên phải của điểm màu xanh. Đúng chưa? Nằm bên phải của điểm màu xanh. Mà khi điểm cân bằng nằm bên phải của điểm màu xanh á và nằm bên trái của điểm màu đỏ đó thì điểm cân bằng chắc chắn sẽ nằm ở đây, tức là ở 0 độ C, đúng chưa? Tức là ở 0 độ C thế thôi. Bây giờ một câu cho nhanh. Chúng ta tiếp tục với câu 18 ha. Một cốc nước nóng và một cốc nước lạnh chứa lượng nước như nhau. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước với cốc và môi trường. Đổ một nửa lượng nước trong cốc nước nóng vào cốc nước lạnh thì nhiệt độ của cốc nước lạnh tăng thêm 21 độ C khi cân bằng nhiệt. Được chưa? Tiếp tục đổ một nửa của lượng nước còn lại vào trong cốc nước nóng vào cốc nước lạnh thì nhiệt độ của cốc nước lạnh sẽ tiếp tục tăng thêm bao nhiêu? Đúng không ạ? Ok, thì đơn giản thôi ha. Ok. Chứa lượng nước như nhau là cái đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm. Được chưa? À. Đổ một nửa lượng cốc nước nóng vào cốc nước lạnh. Tiếp tục đổ một nửa của lượng nước còn lại trong cốc nước nóng vào cốc nước lạnh thì nhiệt độ nước sẽ tiếp tục tăng lên bao nhiêu? Ok. Thì bây giờ mọi người chuẩn hóa đi, đúng không ạ? Ở đây khối lượng không nói đúng không? Khối lượng bằng nhau. Khối lượng nước nóng bằng đúng khối lượng nước lạnh. Đúng chưa? Ở thì thầy chuẩn hóa cho là 1 kg. Được không? Rồi thì nhiệt dung riêng của nó. Thì nhiệt dung riêng của nước nóng cũng bằng nhiệt dung riêng của nước lạnh cho nên thầy chuẩn hóa là 1 luôn. Thật ra là 4.200 đó nhưng mà không cần đúng không? Chuẩn thì bằng nhau bằng C luôn cũng được. Ok chưa? Rồi. Đó vậy cho dễ. Thì bây giờ nha. Đầu tiên á là đổ cốc nước nóng một nửa cốc nước nóng vào cốc nước lạnh đúng chưa, tức là cốc nước nóng là 0,5 nè, lấy từ 0,5 từ cốc nước nóng ra ở nhiệt độ là bao nhiêu chưa biết, nó hỏi là nhiệt độ của cốc nước lạnh sẽ tiếp tục tăng lên bao nhiêu đúng không ạ? Ok, cốc nước nóng là chưa biết ha, xong rồi bỏ qua cốc nước lạnh là 0, là 1 nè, bỏ qua cốc nước lạnh là 1 nè, C nè, T trừ cho T2. Đúng giờ là T ban đầu của cốc nước lạnh. Được chưa? Ok không? Là phương trình số 1 ha. Được không? Thì nó nói là nhiệt độ của cốc nước lạnh sẽ tăng lên 21 độ. Tức là cái cụm này là 21 độ. Được chưa? Tức là cụm này là 21. Được không à? Hợp lý chưa? Tức là ở đây chúng ta sẽ có được một điều đi. Rút ra đi, rút ra từ đây đi. Rút ra từ đây một cái điều gì đó đi ha. Chứ để vậy thì nó hơi kỳ. Thì ở đây chúng ta sẽ rút ra được là T mà trừ đi cho T1 á thì nó sẽ bằng đi cho là 21 tăng thêm mà đúng không? Tăng thêm là lúc sau trừ lúc đầu sẽ 21. T trừ T1 sẽ bằng đi cho là âm 42 độ C, đúng chưa? Âm 42 độ C. Cũng khó phết đấy nhỉ. Cũng khó phết đấy, cũng khó nói phết đấy. Rồi, bây giờ tiếp tục đổ một nửa của lượng nước còn lại trong cốc nước nóng vào cốc nước lạnh. Tức là chỉ có 0,25. Đúng chưa? Tức là chỉ có 0,25 thôi. À, thì C nhân cho T cân bằng là chưa biết.
T cân bằng mới là chưa biết. Trừ đi cho T cân bằng cũ. Được không? Trừ cho T cân bằng cũ. Rồi cộng đi cho. À, trừ cho T1 chứ nhỉ. Trừ cho T1. Không, à, có nước nóng mà. Cộng đi cho C nhân cho T cân bằng mới. Trừ đi cho T cân bằng cũ. Đúng chưa? Bằng bao nhiêu? Và người ta đang hỏi cái này ha. À, tiếp tục tăng thêm bao nhiêu độ á, là nó hỏi delta t phẩy là bao nhiêu nè. Được chưa? Nó hỏi delta t phẩy là bao nhiêu. Ok. Rồi thôi thì chúng ta thay vào thôi. Thay vào thôi chứ giờ sao giờ? 0,25. À, cái cốc này nó đang có 1,5 kg nha. Đúng chưa? Cốc này nó đang có 1,5 kg tại vì nó nãy là nó bị đổ thêm cho 0,5 vô mà đúng không ạ? Đó thì 0,25 nè. C với C bỏ đi. T phẩy trừ T1. Thực chất T1 sẽ bằng đi cho nhiêu nhỉ? T1 của mình thực chất là bằng đi cho T cộng đi cho 42. Đúng chưa? Như vậy là T phẩy trừ T trừ 42. Đó. Cộng đi cho 1,5C mức nha. Nhưng cho delta T phẩy chúng ta cần tính nè. Thằng này cũng là delta T phẩy nè. Rồi, thì chúng ta sẽ giải ra được delta T phẩy là bao nhiêu. Vậy là chúng ta sẽ có là 0,25 nhân đi cho xì trừ đi cho 42 cộng đi cho 1,5 xì xíp xôn bằng 6. Ok chưa? Độ C. Đáp án là câu C. Đáp án là câu C. Đâu mà. Rồi thôi, chúng ta tiếp tục thôi. Lên lại trên đây ha, làm cho nó ngắn ngắn thôi. Rồi, câu số 1. Cho các phát biểu sau về chất rắn, chất lỏng và chất khí. À, câu A, chất khí không có hình dạng và thể tích xác định. Đúng, đúng mà. Chất khí là nó chuyển động hỗn loạn mà. Câu B, chất lỏng không có thể tích riêng xác định là sai. Để cho chất lỏng không có hình dạng xác định thôi. Hình dạng của chất lỏng là phụ thuộc vào cái phần thể tích của cái phần, cái hình dạng của phần bình chứa nó. Đúng chưa? Đó, nhưng thể tích nó phải xác định. Được chưa? Chứ nó không có chiếm hết, nó không có bành trướng, nó không có tính bành trướng như chất khí. Câu C, lực tương tác giữa các phân tử trong chất rắn là rất mạnh. Đúng, chính xác ha. À, mạnh nhất rồi, còn gì nữa đâu. Trong chất lỏng các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng à, có thể di chuyển. Được chưa? Sai. Câu số 2. Đây nhá. Hình bên là đồ thị của lực tương tác F giữa hai phân tử phụ thuộc vào khoảng cách R giữa chúng. Khi R nhỏ hơn R1 thì lực hút giữa các phân tử bằng 0. Thì bây giờ mọi người nhìn nha. Ở đây là R1 nè. Là chỗ này lực tương tác bằng 0. Lực tương tác bằng 0 tức là lực hút, F hút nó sẽ bằng F đẩy. À, F hút bằng F đẩy nha. Được chưa? Đó, thì khi mà gần hơn cái khoảng cách này. Gần hơn cái khoảng cách này có nghĩa là cái khoảng màu đỏ này nè. Ok chưa? Thì lực đẩy chiếm ưu thế. Ok chưa? Còn nếu mà bên khoảng này đó thì là gì nhỉ? Thì lực hút chiếm ưu thế. Ok chưa? Thì lực hút chiếm ưu thế. Ok. Rồi, bây giờ nè, khi bé R1 lực hút giữa hai phân tử bằng 0 thì không có nha. Không có ha. Không có chuyện đó. Khi R bằng R1 thì không còn lực đẩy và lực hút là sai. Vẫn có lực hút và lực đẩy nhưng là lực hút bằng lực đẩy, được chưa? Đó, chỉ có lực tương tác hay lực liên kết đúng không? Phân tử là bằng zero thôi. Câu C, khi R lớn hơn R1 thì lực hút mạnh hơn lực đẩy, chính xác. Và cuối cùng là khi R bằng R2 thì độ lớn lực hút giữa hai phân tử đạt cực đại. Rồi ok. Thì bây giờ nha mọi người. Càng ra xa đúng không ạ, là lực hút càng lớn hơn lực đẩy, vậy lực hút sẽ giảm. Cũng chưa chắc nha, đúng không ạ? Cái chỗ này là cái chỗ mà lực tương tác là cực đại. Oh, lực tương tác là cực đại, lực tương tác phân tử là cực đại thì độ lớn lực hút đúng không ạ, càng ra xa lực hút lớn hơn lực đẩy mà. Cho nên không biết là cái chỗ break này là cái chỗ gì, đúng không? Cái chỗ đỉnh này là chỗ gì? À, rồi nha, để suy nghĩ một chút, chỗ đỉnh này là chỗ gì nhỉ? Chỗ đỉnh này á, là cực trị, tức là F phải hút.
F này của mình nó là F hút cộng F đẩy đúng không ạ? Là đạo hàm của tụi nó đang bằng, đạo hàm tổng đạo hàm đang bằng không. Không nói lên được điều gì nha. Cái chỗ đáy này là cái chỗ mà độ lớn hút giữa hai phân tử cực đại ta. Hay là độ lớn được lực đẩy cực đại mới đúng. Lực đẩy đại cực không, lực đẩy đại cực đại thì lớn lắm đúng không? Lực đẩy là cực đại là nó tuốt trong đây nè. Là không phải độ lớn cực, lực đẩy đại cực đại nha, nhưng mà lực hút thì đại cực đại hay đại cực tiểu ta? Lực hút sẽ đại cực, sẽ đại giá trị bằng không khi ở xa vô cực. Đáng suy ngẫm đó nha. Đáng suy ngẫm đấy, cái chỗ này là cái chỗ mà nó ở rất là xa cho nên lực đẩy là không chiếm ưu thế. Nhưng mà chỗ này á, lại là đạo hàm của lực tương tác là bằng zero. Đạo hàm của lực tương tác mà bằng zero đó, đạo hàm của lực tương tác zero là F này đã đạt cực trị. Được chưa? Bây giờ chỉ có là F của hai phân tử này là đạt cực tiểu thôi. Đây là F liên kết là đạt cực tiểu thôi. Ok chưa? Mà F liên kết đạt cực tiểu thì chưa chắc là lực hút hay là lực đẩy là đang cực đại. Đúng chưa? Chưa chắc nó là sự dung hòa của hai cái. Đúng không ạ? F là đang đạt cực tiểu. Vậy là nếu mà lực đẩy đang chiếm ưu thế, tức là lực đẩy là dương, lực đẩy là coi như là dương nè. Không, lực đẩy là dương, lực hút là âm. Ok, lực đẩy là dương, lực hút là âm. Cũng khó nói nha. Khó nói phết đấy. Đúng rồi, khó nói phết đấy. Khó nói phết đấy. Lực hút với lực đẩy luôn tồn tại mà đúng không ạ? Khó đấy, đúng rồi. Nói chung là F liên kết đại cực tiểu thôi, chứ chưa chắc là độ lớn lực hút giữa hai phân tử là cực đại đâu, đúng không ạ? Cái này phải phân tích lại chỗ này nha. Ok, thôi chúng ta chuyển qua câu 3 đi nha. Thầy nghĩ là chưa chắc đúng không? Thầy nghĩ là chưa chắc độ lớn lực hút đã cực đại đâu, mới là lực liên kết đại cực tiểu thôi. Lực liên kết đại cực tiểu thì độ lực hút. Lực hút của mình á, khi ra xa thì nó sẽ tăng. Tăng lên một giá trị nào đó xong nó giảm xuống. Thì có thể là chỗ này thật đó chứ nhờ. Có thể là chỗ này thật đó chứ. Tại vì lực hút á, bản chất là nó có giá trị âm. Thì đến cái chỗ này nè, là nó âm rất là lớn. Còn lực đẩy thì nó rất là dương, rất là bé. Không được, nó là dung hòa mà. Không được, không được, không được. Nó là dung hòa. Không nói được, đúng không ạ? Rồi, câu tiếp theo là chắc phải làm ở ngoài thôi. Câu số 3. Khó phết nha. Chỗ đó là chỗ gì ta? Khó nói đấy. Rồi thôi, một vật có khối lượng 3 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng 30 độ so với phương ngang mức 1,5 giây thì trượt được 2 mét để xuống mặt phẳng nghiêng. Coi cơ năng của vật mất đi chuyển hóa thành nội năng của nó. Động năng của vật tại chân mặt phẳng nghiêng là 30 joule, đúng không? Ok. Động năng tại chân mặt phẳng nghiêng là phải có vận tốc đúng không ạ? À? Phải có vận tốc lúc cuối mặt phẳng nghiêng. Thì chúng ta có nè. S của chúng ta ha là bằng 1 phần 2 gia tốc của vật nhân đi cho T bình phương. Đúng chưa? Đó. Còn V tại mặt phẳng nghiêng á, thì gọi tô là thời gian chuyển động là hết mặt phẳng nghiêng nha. Tô. Đúng chưa? V của mình á. Đây là A nhân tô. Tại nó không có vận tốc đầu. Mà. Đúng chưa? V này là V đất á. V chạm đất á, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta khử đi cho che gia tốc đi. Khử bà cái gia tốc đi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có là vận tốc chạm đất của mình nó sẽ bằng
A của mình là 2S chia tô đúng không? Tô bình đúng không? 2S chia đi cho tô thôi. Đó mà. Thì nó sẽ bằng 2 nhân cho S là 2 mét. Tô của mình nó là 1,5. Như vậy là 8 phần 3 mét trên giây. Được không ạ? À? 8 phần 3 mét trên giây thì chúng ta tính động năng ở dưới chân đèo luôn. Đúng chưa? Động năng ở dưới cùng là bằng đi cho 1 phần 2 MV chạm đất bình phương bằng. Thì mình sẽ bấm thêm 1 phần 2 nè. Nhân đi cho M là 3 ký. Nhân đi cho 8 phần 3 cho cả bình phương bằng 32 phần 3. 32 phần 3 joule. Vậy là câu này sai. Tiếp câu B. Hệ số ma sát giữa vật và phẳng nghiêng xấp xỉ là 0,37. Ok. Như vậy chúng ta dùng là độ biến thiên cơ năng đi đúng không ạ? Độ biến thiên cơ năng sẽ bằng công của lực ma sát, chắc chắn rồi đúng chưa? Đó thì tương đương nè. Thì cơ năng lúc đầu á là chỉ có thế. Cơ năng lúc đầu á là cơ năng lúc đầu á là cơ năng lúc sau chứ là có động năng 1 phần 2 MV chạm đất đúng không? Động năng lúc sau. Động năng V chạm đất là lúc sau nè. Trừ đi cho cơ năng lúc đầu là chỉ có thế năng thôi. Là WT0 thôi. Được chưa? WT0 này nó sẽ bằng đi cho M nhân G nhân cho H. Đúng không ạ? H thì thằng này là nguyên cái mặt phẳng nghiêng là 2 mét. Vậy H là 2 nhân cho sin 30. Để cho đây là 2 sin 30 nè. Ok chưa? Rồi. 2 sin 30 ha. Đây là H của mình nè. Ok chưa? Thì nó sẽ bằng công của lực ma sát là trừ nè. Lấy công của lực ma sát thì cái này là mặt phẳng nghiêng đúng không mà. Thì nó sẽ là trừ mui công của lực ma sát M G gì nữa nha. Cos alpha nhân cho SC. Ok chưa? Đó. Vậy từ đó chúng ta sẽ giải ra mui thôi. Nó sẽ giải ra mui thôi. Được không? Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là 32 phần 3 trừ đi cho M. M là 3 kg. G của mình á là 10. H của mình á là 2 sin 30. Ok chưa? Bằng đi cho trừ. Mui là chưa biết. M là 3. G là 10. Cos của 30. SC là 2 mét. Vậy suy ra mui là bao nhiêu? Bằng 32 phần 3 trừ đi cho 3 nhân 10 nhân 2 sin 30 bằng đi cho trừ xì nhân 3 nhân 10 nhân cos 30 nhân 2 xíp xôn bằng ra là 0,372. 0,372 sắp xỉ ha. Ok, vậy cái này đúng rồi. Tiếp nội năng của vật trong quá trình trên tăng 58 phần 3 joule. Thì chúng ta biết ha. Là đối với quá trình cơ nhiệt thì delta U cộng delta W là bằng 0. Đúng chưa? Là delta W giảm bao nhiêu thì delta U tăng bấy nhiêu. Đúng chưa? Và ngược lại. Đây, delta trừ delta W nè. Vậy là nó là ngược lại của số bên đây thôi. Nó là ngược lại của số bên đây thì xóa này là được. Đó thì nó sẽ ra là 58 phần 3. Đúng chưa? Joule. Vậy là câu này câu đúng ha. Để giữ cho vật ban đầu không trượt xuống, người ta đã dùng lực ép song song với mặt phẳng nghiêng thì độ lớn của lực ép tối thiểu là 56 16 phần 3 Newton. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta hãy phân tích lần một chút trên hình này. Được chưa? Thì vật này chúng ta chỉ tác dụng của trọng lực nè. Ok chưa? Trọng lực nè. Thì trọng lực nó sẽ là cái lực mà sao mà cái một cái thành phần của nó để kéo cái vật xuống đúng chưa, để kéo cái vật xuống là thằng này, do thằng này mà ra b b theo phương x đúng chưa, là b theo phương x này nè. Thì cái bx này á, tính là lấy b nè nhân cho sin alpha thôi đúng không ạ, alpha là góc này nè
Đúng chưa? Góc có cạnh vuông góc tương ứng ha. Góc có cạnh vuông góc tương ứng. Ok, đó cho nên góc này cũng là 30. Rồi, cho nên là B nhân sin alpha, B là này nè. Như là sin alpha thì nó ra sẽ ra Bx ha. Đó thì chúng ta có lực ma sát rồi, hỗ trợ mình rồi, đúng chưa? Thì chúng ta chỉ cần một cái lực rất là bé để chúng ta sao? Giữ thằng này lại thôi ha. Thì chúng ta sẽ có là F nè. Cộng đi cho F ma sát nè. Phải bằng Bx. Đó, thì đó chính là cái lực tối thiểu ha. F của mình là chưa biết là nhiêu hết, mà F ma sát là μmg mg có alpha rồi, đúng chưa? Đó, thì này là phản lực ha, cộng này là phản lực, không có gì hết. Bằng đi cho Bx là mg sin alpha. Rồi, tính thử thôi. F là F, μ là 0,037 gì đó, 0372 nhân cho m. Cây thế nhỉ. Vậy là thầy sẽ lấy 58 phần 3 chia đi cho chia đi cho gì thi? Chia cho S đi. Đúng không ạ? 58 phần 3 chia cho S đi. Tại vì thực chất á, cái số này á, cái số này á, đúng giờ là F ma sát nè, thì nó chính là 58 phần 3 chia cho S chứ gì nữa, đúng không ạ? 58 phần 3 chia 2. Không chia cho diện, chia cho cái quãng đường qua thôi. Không, đây là delta W nè, chia cho S qua thì nó ra cái cụm này chính là ấy ha. B là 3 nhân 10 nhân cho sin 30. Vậy là suy ra F là bao nhiêu? X xì nè. Cộng đi cho 58 phần 3 chia đi cho 2 bằng đi cho 3 nhân cho 10 nhân cho sin 30 ship son bằng 5,3 là 16 phần 3. Ui đúng luôn đó chứ nhờ. Được chưa? Chính xác. Chọn. Một câu thì sai quá, một câu đúng quá nha. Rồi, câu số 4. Ôi giời, ôi cái gì đây? Hai hình trụ được nối với nhau nhờ một ống có tiết diện nhỏ có thể bỏ qua. Hình trụ A có tiết diện là 2S chứa đầy băng với chiều cao là h bằng 1,2 mét. Hình trụ B thì chứa đầy nước có cùng độ cao và với cột băng của hình trụ A. Do trao đổi nhiệt, băng bắt đầu bị tan ra. Cho rằng băng tan theo từng lớp mỏng và bắt đầu tan từ lớp dưới cùng. Khối băng di chuyển không có ma sát với thành hình trụ và không có nước lọc ở phần tiếp xúc giữa băng với thành hình trụ để di chuyển lên trên khối băng. Nhiệt độ chỉ trao đổi giữa băng và nước. Ừ. Cho biết khối lượng riêng của nước và băng tương ứng là như đây như kia. Ok. Rồi, bây giờ nha. Câu này thì có vẻ là nó hơi là dài dòng. Ở đây chúng ta phải dùng trục biện luận để coi coi là băng có tan hết không. Đúng chưa? Vậy chúng ta có 0 độ C ở đây. Chúng ta có băng là mất bao nhiêu, khối lượng bao nhiêu chưa biết ha. Và chúng ta có một cái khối nước ở 60 độ C. Chà, này bao nhiêu thì chưa biết. Khối lượng bao nhiêu thì chưa biết. Như vậy là thằng này khối lượng của nó sẽ là lấy thể tích nhân khối lượng riêng. Thì xin thưa khối lượng riêng của băng là 0,9. Thể tích của bên A là 2S gì? À, nhân cho cái gì nhỉ? Nhân đi cho chiều cao là h. H này á, thì do thằng này đang cm nha. Cho nên là thầy sẽ lấy thằng này đổi ra cm luôn là 120 cm. Ok chưa? Giờ nhân cho một lúc 2. Đây, đây là khối lượng ha. Còn quỹ bên đây là 1 nè. Đúng chưa? Đó. 1 gram chia cm khối. Nhân cho 2, nhân cho S thôi và nhân cho 120. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn điểm cân bằng tạm nằm bên đây, chỉ có một chỗ thôi. Đó. Điểm cân bằng tạm sẽ chọn là hai bên của một cái sự chuyển thể nào đó thì thầy chọn ở đây thôi. Rồi, bây giờ đi từ đây tới đây.
Rồi nhân thêm cho lambda đúng không? Nhân thêm cho lambda 2 nè, nhân 120. Thì lambda là 80. Thì này sẽ ra là 21744 21744 SC. Đúng chưa? Đâu mà. À chết. 17280. 17280 SC. Rồi từ đây về đây. Từ đây về đây là nhiệt dung riêng thôi đúng không ạ? Là 120 nhân cho nhiệt dung riêng là 1. Vậy là 120. Tèo thế nha. Âm ha. À đúng rồi, giảm 60 độ nữa nha. Sorry. Ngáo. Giảm 60 độ nữa là 57.200. Vậy là cộng lại thì thấy nó dương rồi. Đúng chưa? Cộng lại ha, SC ha. Như vậy là cái tổng S này của mình ha. Thì sẽ gọi là cái S, S nó hoa hoa chút đi. Được chưa? Nó bị dương. Dương thì điểm cân bằng real á, đúng rồi, điểm cân bằng thật á là nằm bên phải, nằm ở bên trái chứ, bên trái của dấu chấm, nằm bên trái của dấu chấm nó nằm bên đây nè, ok chưa, nằm bên trái dấu chấm nằm bên đây, gọi là t cân bằng đúng không ạ? À? Đây đó, tức là sao, tức là băng chưa tan hết, băng chưa tan hết. Mà băng chưa tan hết thì t cân bằng của mình á nó phải bằng đi cho 0 độ. Vậy đây là đúng nè. Tiếp, chiều cao của khối băng bị tan là 1 mét. Ok, bây giờ mình sẽ tính chiều cao của khối băng bị tan nha. Giờ thầy sẽ dùng là Q1 cộng đi cho Q2. Q1 nóng chảy đúng chưa? Đó, cộng cho Q2 là bằng 0. Ok chưa? Đây câu A nha, đây câu B nè. Thì nó nóng chảy một phần thôi. Là 0,9 nè. Nhân cho 2S nè, không phải nhân cho 120 nữa mà nhân cho một cái lượng là delta H thôi. Đó, bị nóng chảy ra đó. Cộng đi cho Q2 nhân cho nhiệt nóng chảy riêng là 80, cộng đi cho Q2. Q2 của thầy là vẫn là âm 7200S thôi, đúng chưa? Bằng 0. Vậy thầy xếp xôn ra được delta H là bằng bao nhiêu? Rồi chưa? 0,9 nhân 2 nhân cho xì nhân cho 80 trừ đi cho 7200 xiếp xôn bằng thì ra 50 cm. Là câu này là câu sai rồi đúng chưa? Khi cân bằng chiều cao của hai cột chênh lệch nhau là 0,56 m, 0,56 m à. Rồi thì khi mà thằng này biết hình nước á có 0,5 à, 0,5 biến hình nước là như đây biến hình nước mọi người. Như đây biến hình nước hết rồi nha. Như đây biến thành nước hết. Đây. À, như đây biến hình nước hết. Được chưa? Thì chuyện gì xảy ra? Làm sao để tính được chiều cao hai cột chênh lệch nhau? Muốn có được chiều cao chênh lệch nhau thì chúng ta phải gì? À, phải dùng bình thông nhau thôi đúng không ạ? Phải dùng bình thông nhau thôi, bình thông nhau mà có hai chất lỏng khác nhau đúng chưa? Như vậy là thầy sẽ xét cái mực cân bằng ở chỗ này đó, thầy gọi là mực cân bằng ở chỗ này đi ha. Đây đây là áp suất của điểm điểm A đúng chưa, nó sẽ bằng áp suất của đúng cái mức đó ở bên điểm B, ở bên bình B đúng chưa? Thì bình nguyên lý đúng không, nguyên lý bình thông nhau thì áp suất đó tại mọi điểm phải sao à, phải như nhau đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có là delta, delta gì nhỉ, à thôi BA đi bằng BB thôi đúng chưa? À, vậy tương đương nè, BA sẽ là áp suất khí quyển nè, cộng đi cho áp suất tại điểm A chỗ này á, là áp suất tại điểm A chỗ này là rho gx, rho a gi g nhân cho HE bằng đi cho rho b nhân cho g nhân cho HB. Ok chưa?
Vậy là tương đương nè. Cộng B0 nữa nha. Sorry chỗ này. B0 với B0 mất nè. G với G cũng mất luôn. Rho A của thầy á, là của băng. Đúng không? Băng nó đè lên mà. Băng nó đè lên điểm A đúng chưa? Rho A của thầy phải là 0,9 chưa? Nhân cho HA. Băng á, nó tan bao nhiêu? Nó tan 50 cm. Mà ban đầu nó là 120. Như vậy á, thì nó chỉ còn lại là 120 trừ đi cho 50 thôi. Ok chưa? Nhân 10 mũ trừ 2 để đổi qua mét. Bằng nè, rho B là 1 nè. Nhân đi cho HB là chưa biết. Đúng chưa? Vậy chúng ta suy ra HB. Thì thôi để cm luôn đi. HB của mình sẽ là 0,9 nhân đi cho 70 bằng 63 cm. Ok chưa? 63 cm mà. 63 cm. Đúng chưa? Vậy là hai cột chênh nhau cái độ chênh delta H. Trời ơi. Delta HAB đó. Đúng mà, delta HAB đó thì nó sẽ bằng HA. HA là nhiêu? Ai biết? À HA đây. HA. HA là từ đây tới đây, đúng chưa? HB là từ đây tới đây. Ok, vậy lấy HA trừ HB đi. HA trừ HB là lấy 70 trừ cho 63 là ra 7 cm. Chỉ có 7 cm thôi anh em à. 7 cm thôi. Như vậy thì thằng này là sai, 7 cm là chỉ có 0,07 m thôi. Được chưa? Độ cao của khối nước trong hình trụ B khi cân bằng nhiệt là 1,54 m. Vậy nhìn là biết sai luôn rồi đúng không ạ? Tại sao nhìn là biết sai luôn? Tại vì mọi người nhớ giùm thầy á, là nước lỏng. Thằng này đang lùn hơn đúng không? Thằng này đang lùn hơn ban đầu. Đúng chưa? Thằng này đang lùn hơn cái khối băng. Lùn hơn khối băng. Đúng không? Thằng này phải lùn hơn khối băng. Băng nó tan ra là thể tích nó giảm xuống, đúng chưa? Băng tan của D nè. Băng tan. Có nghĩa là thể tích toàn phần, đúng chưa? Thể tích toàn phần giảm, đúng chưa? À, thì dù gì đi nữa và nước lỏng, nước. Ok, còn lùn hơn băng, lùn hơn băng. Nè, lùn hơn băng 7 cm nè. Cho nên là suy ra nó phải lùn hơn ban đầu. Một lùn hơn H ban đầu là 1,2 m. Thì không có lý nào mà nó lên tới nhiêu? 1,54 hết, đúng chưa? Còn nếu mà muốn tính được là nó bao nhiêu, đúng rồi, nó cao bao nhiêu thì cũng hơi là cực phết đấy, đúng không? Cũng hơi là cực phết đấy. Nếu muốn nó tăng, nó cao bao nhiêu thì chúng ta phải dùng tới định luật bảo toàn khối lượng, đúng chưa? Định luật bảo toàn khối lượng thôi. Đây, khối lượng của mình ha. Chính xác nha. Khối lượng của mình nè, nó sẽ bằng nè. Ban đầu thì nó là khối băng 2S. Đúng mà, nó là khối băng 2S. Nhân đi cho chiều cao H. Đó. Cộng đi cho SC. À quên, nhân khối lượng riêng nữa nha. Nhân cho 0,9. Được chưa? Ở thể tích nhân khối lượng riêng đó. Cộng S nè, nhân H. Nhân cho 1. Đúng chưa? Và lúc sau thì nó bằng nè. Vẫn là 2S thôi. Đúng chưa? Nhưng mà không biết, đúng không ạ? Không biết là HA là bao nhiêu. Chỉ biết HA hơn HB là 7 cm thôi. HA là hơn HB 7 cm. Như vậy thằng này nó sẽ là HB cộng 7. Được không? Đó, HB cộng 7. Nhân cho khối lượng riêng là băng nữa nhỉ. Băng nữa. Băng 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 băng. Băng 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 băng. Từ từ nha. Từ từ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ. Băng khác còn nước khác, đúng chưa? Băng khác còn nước khác. Thì cái lượng tổng cộng của nó đó là HB cộng 7 thôi. Để cho lúc sau á là cái lượng tổng cộng của này là HB cộng 7 nè.
Đúng chưa? Mà băng nó là 70. Băng là 70 nha. Băng là 70. Lưu ý cho thầy là băng là 70. Vậy H băng này còn 70 cm nè. Được chưa? Này là 120. 120 nè. Băng á, là còn 70 cm. Ok chưa? Nhân cho khối lượng riêng của băng là 0,9. Còn thằng kia là nhiêu? Thằng kia á, nước ở dưới đây nha. Đầu tiên là nước ở dưới đây trước. Đúng chưa? Thì nước ở dưới đây á, nó sẽ là nhiêu ta? Lấy HB cộng 7 cm là chiều cao của cột A trừ đi cho 7 70 cm này, đúng chưa? Trừ cho 70 cm của băng. Đó, nhân cho 0,9. Ok chưa? Cộng đi cho bên đây là S nè. À, nhân HB, đúng chưa? Rồi. Nhân cho 1 thế thôi. Rồi ship zone thôi, chứ giờ sao giờ? S mất đúng không ạ? À? S S S S S mất. Đúng chưa? Còn bây giờ mọi người nói là ở đây có một cái lượng nước nhỏ đúng không? Thì ban đầu nó cũng màu xám tới đây mà. Rồi thì bây giờ nó cũng màu xám tới đây thì coi như là lượng nước này đúng không? Lượng này là một cái V nhỏ đi. Được chưa? Thì nó cũng sao? Cũng triệt tiêu nhau thôi. Rồi bây giờ ship zone. 2 nhân 120 nhân 0,9. Đúng chưa? Cộng đi cho 120 nhân 1 bằng đi cho 2 nhân 70 nhân 0,9 cộng đi cho 2 nhân đi cho x xì cộng 7 trừ 70 nhân 0,9 cộng đi cho xì ship zone bằng 115,5. 115,5. 115,5 là HB của mình á, là bằng 115,5. Là lùn hơn ban đầu đúng không ạ? Cm ha. Được chưa? Ok, 115,5. Rồi, chúng ta tiếp tục với câu tiếp theo thôi. Được chưa? Rồi thôi, chúng ta tiếp tục đi. À, câu phần tiếp theo. Ồ, câu này dễ không ta? Cái con này dễ thì chúng ta làm ở trên cho nó thoải mái đầu óc đi nha. Câu 1. Phần số 3 trả lời ngắn nha. Ok. Năm 2003, nhiệt độ tại thung lũng Death Valley, California được xác định qua hàm số này. À, và đây là số ngày trong năm tính từ ngày 1 tháng này. Nhiệt độ cao nhất trong năm đó bao nhiêu độ F? Ok. Thì tính nhiệt độ cao nhất thôi. Bây giờ đây là hàm bậc 2, chúng ta có thể dùng mod chính để tìm cực trị hàm bậc 2 nhanh ha, tìm hàm lồi đó, cực trị hàm hàm lồi đó. Nói chung là cực trị hàm bậc 2. Này là âm thì nó là parabol up. Parabol up thì chắc chắn có cực đại đúng chưa? Parabol up thì chắc chắn có cực đại đúng chưa? Đây là nơi mà D T max bằng bao nhiêu không biết, khi và chỉ khi D của mình đang bằng bao nhiêu nè, 182,5 độ C, à Fahrenheit, à độ F. Ok chưa? À phải, nhầm 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 ngày đúng không ạ? Đây là số ngày mà. Ở bấm thêm cái nữa. Là 110,9. 110,9 à độ F ha. Như vậy ở đây sẽ là 111 ha, sắp xỉ nè. 111. Ok chưa? Độ F. Câu số 2, một động cơ lý tưởng làm việc giữa hai nguồn nhiệt, mỗi giây nhận nhiệt lượng là như đây. Vậy là Q1 ha.
đây là Q1 của mỗi giây là B1 á, đồng thời nhường cho nguồn lạnh nhiệt lượng là Q2, công suất của động cơ là 700W, tức là A của mỗi giây đó, A của mỗi giây đó đúng không ạ? Vậy Q2 mỗi giây là bao nhiêu? Ủa xong có hiệu suất ta? À đúng rồi, ok không sao hết. Vậy là chúng ta có Q1 bằng đi cho A cộng đi cho Q2. Đúng chưa? Đó, mỗi giây thôi. Cái này là mỗi giây nha. Mỗi giây. Ok chưa? Thì nó ra công suất hết đó, nhưng mà ghi vậy đi cho nó đẹp. Cho nó beautiful. Này là 700 cộng đi cho Q2. Vậy là suy ra Q2 của mình nó sẽ bằng 2400. 2400 trừ 700 bằng 1700. Tiếp câu 3. Thả một cục đá khối lượng là 30 gram ở 0 độ C vào một cốc chứa 200 gram nước ở 20 độ C. Ok. Nhiệt độ cuối của cốc nước bằng bao nhiêu độ C? Thì bây giờ chúng ta phải check thôi, check bằng trục biện luận thôi, đúng không ạ? 0 độ C nè. 30 gram. 30 gram nè. Thằng này 20 độ C mà nó có là bao nhiêu? Bao nhiêu ta? 200 gram. Ok chưa? Bây giờ là điểm cân bằng tạm của mình nằm ở đây. Mình chạy tới đây trước ha. 30. Quá trình đó là quá trình nóng chảy ha, nhân cho 334 bằng 10020. Đúng rồi. Rồi tiếp thằng này từ đây tới đây về đây. Là hai lốt. Nhân đi cho C. C của mình là 4,2. Nhân đi cho 20 âm 20 là trừ 18 16 800. Như vậy là S của mình âm, S của mình âm thì nó dời sang phải, thì nó cân bằng ở đây, tức là nước đá phải tan hết đúng chưa? À, điểm cân bằng thật nó nằm ở đây. Ok, nước đá tan hết nha, thì chúng ta sẽ sử dụng phương trình như sau. Q1 nóng chảy đúng không, nước đá là số 1 đó, nước là số 2 ha, cộng đi cho Q1 tăng nhiệt độ lên, cộng đi cho Q2 giảm nhiệt độ xuống bằng 0. Q1 nóng chảy là 10020 rồi, cộng đi cho nâng nhiệt độ lên thì nó là 30 gram, nhân cho nhiệt dung riêng là 4,2, tại vì nó thành nước rồi đúng chưa? À, nhân cho T lúc sau chưa biết, trừ cho T lúc đầu á, là 0 độ đối với cục nước đá, còn với nước lỏng là 200, nhân đi cho 4,2 T lúc sau chưa biết trừ T lúc đầu là 20 độ bằng 0. Để ship xôn ra T thôi. Ship xôn ra T thôi được chưa? Vậy là 102020 cộng đi cho 30 nhân 4,2 nhân cho x xì. Cộng đi cho 200 nhân cho 4,2 nhân cho x xì trừ cho 20 ship xôn bằng 7 phải 02 là 7 độ. Xiu 7 độ. Tiếp câu số 4. Cho một luồng hơi nước 100 độ C đi qua một bình nhiệt lượng kế 0,9 kg nước ở 0 độ C. À thì khối lượng nước trong bình tăng thêm là 0,1 kg. Cho nhiệt dung riêng của nước là như đây. À, nhiệt độ của hệ khi cân bằng là bao nhiêu độ C? Ok, cũng là phải là chục tỷ lệ luôn, chục và ấy luôn ha. Phải làm ra ngoài lại. Nó không đủ chỗ lắm, đúng chưa? Nó hơi hơi hẹp. Được không ta? Cũng được á, nhưng mà nó hơi hẹp, đúng không ạ? Hơi khó chịu. Thôi chi bằng mình cứ làm ra đây đi, có sao đâu. Có mất mát gì đâu. Đây là phần 3 nha mọi người, trả lời ngắn nha. Rồi, một luồng hơi nước ở 100 độ nè. Lượng cho mình tăng thêm. Ủa có cần chụp không ta? À, cũng có thể đấy, đúng rồi, cũng có thể đấy. Tăng thêm có nghĩa là nó ưu tiên sự ngưng tụ. Mà ưu tiên sự ngưng tụ thì tức là nhiệt lượng của thằng kia không đủ đúng chưa?
để chúng ta hóa hơi, đúng rồi, nó ở trăm độ, chắc chắn là nhiệt độ cân bằng nó sẽ là ở đâu đó, đúng không ạ? Ở đâu đó thì ở đây chúng ta sẽ có là cái trục biện luận, đúng chưa? Trục biện luận của chúng ta đây, chuyển thể của chúng ta là ở đây. Cứ làm đi ha, có sao đâu. Ở đây là 100 độ, 100 độ nè. Này là không biết bao nhiêu gam hơi nước, đúng không ạ? Chỉ biết là thằng kia là ở 0 độ C. Nhưng mà nó vẫn đang là nước nha. Cái cục kia nằm bên đây nè. Ok không? Mà nó nằm bên đây thì có sao đâu. Đây là 0,9. Được chưa? Đó, mà nó bị ngưng tụ lại, đúng không? Nó bị ngưng tụ lại. Một lượng là 0,1 kg ha. Một lượng là 0,1 kg. Ngưng tụ lại một lượng là 0,1 kg nha. Do M nước tăng nên suy ra là cái gì nhỉ? Suy ra điểm cân bằng của mình á. Được chưa? Điểm cân bằng của mình đó. Mọi người. Từ từ nha, để thầy suy nghĩ cho coi. Ngưng tụ đúng không? Ngưng tụ là nó là nước tăng, có nghĩa là nước đã ngưng tụ. Nước đã ngưng tụ. Mà nước đã ngưng tụ tức là sao nhỉ? Tức là nhiệt độ cân bằng nó phải bé hơn 100 độ C. Được chưa? Tại vì nếu mà nhiệt độ cân bằng ở 100 độ C đó thì nó sẽ ưu tiên cho cái sự gì? Hóa hơi của cái nước ở trong đây. Đúng chưa? Đó, mà ưu tiên hóa hơi thì khối lượng sao mà tăng được? Được chưa? Đó, nước đã ngưng tụ có nghĩa là nhiệt độ cân bằng nó phải nằm ở đây. À, cái chiều xảy ra đó, nó sẽ ưu tiên cho cái chiều hỗn độn, cái chiều entropy tăng. Được chưa? Đó, tuy nhiên thì sao? Ở đây khối lượng nước tăng tức là sao? Là phải ngưng tụ. Được chưa? Phải ngưng tụ rồi. Rồi ok, phải ngưng tụ thì thằng này sẽ ra là 0,9. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có phương trình đi, chứ mắc công mà ghi không hiểu gì hết. Phương trình của mình là Q1 nè. Cộng đi cho Q ngưng tụ. Đúng chưa? Của thằng 2. Xong rồi Q2 nó giảm nhiệt độ xuống là bằng 0. Q1 của mình là 0,9 kg nè. Nhân cho C. C của mình nó là 4.200. Nhân cho nhiệt độ cân bằng trừ cho nhiệt độ lúc đầu là 0. Cộng cho thằng ngưng tụ. Ngưng tụ thì nó sẽ là bằng trừ, đúng không? Lambda. Trừ L là 2,3, 0, 2 triệu 3 đó. Ok chưa? Nhân cho khối lượng đã ngưng tụ là 0,1. Đó. Rồi cộng đi cho Q2 là 0,1 đó. Nhân cho nó thành nước rồi đúng không? Ngưng tụ xong thành nước là 4.200. Nhân cho T trừ cho nhiệt độ ban đầu là 100 bằng 0. Vậy mình sẽ tính ra nhiệt độ T ha bằng bao nhiêu? Là 0,9 nhân đi cho 4.200 nhân cho xì. Trừ đi cho 2 triệu 3. Nhân đi cho 0,1. Cộng đi cho 0,1 nhân cho 4.200 nhân cho xì trừ 100 shift zone bằng 64,76 độ. Được chưa? Vậy là suy ra T của mình nó sẽ bằng 64,76 190 chấm 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 xấp xỉ 64,8 độ C. Ok chưa? 64,8 đó. Được ha. Chơi luôn đấy chứ. Câu số 5. Ok, làm ở ngoài luôn. Ôi giời, giải đề này lâu phết đấy, đúng không ạ? Tốn thời gian phết đấy.
cho hai bình A và B cùng chứa một lượng nước M. Nhiệt độ của nước trong bình A là 20 độ C, trong bình B là 80 độ C. Múc một ca nước từ bình B đổ sang bình A. Thì sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong bình A là 24 độ C. Sau đó múc một ca nước trong bình A đổ sang bình B thì cân bằng nhiệt, nhiệt độ nước là bao nhiêu độ? Cho biết các ca nước chứa cùng một khối lượng nước. Ok. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ có là bình A và bình B chứa cùng một lượng nước rồi nha. Được chưa? Một ca nước ha, từ bình B đổ sang bình A. Coi như là khối lượng của một ca nước là M nhỏ đi. Được chưa? Ok, thì bây giờ nha. Ở trường hợp số 1 là nếu múc ca nước từ bình B đổ sang bình A là M nhỏ của bình B là C T về 80 bỏ vào bình A là đang chứa M lớn nước ở C T về 20 thì nhiệt độ cân bằng của hệ là 24, tức là số này là 24 nè. Đó, tức là mình sẽ giải được một cái phương trình, là 4M lớn sẽ bằng đi cho là 80 trừ 24, 56M nhỏ, đúng chưa? Rồi sau đó múc một ca nước từ bình trong bình A đổ sang bình B thì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong bình B là bao nhiêu độ C? Ok. Bây giờ sẽ múc một ca nước ở trong bình A là đang ở 24, đang có khối lượng là M nhỏ cộng em lộn quên, trong bình A đúng không? Là đang có khối lượng, đang có nhiệt độ cân bằng là 24 độ đó. Xong rồi đổ sang bình B. Bình B lúc bấy giờ là nó mất M rồi, nó mất M gam rồi. Đúng chưa? Nó bị múc rồi. Đó thì T trừ đi cho nó vẫn đang ở 80 độ mà nó bị múc thôi. Còn bằng 0 ha. T phẩy hay là bằng bao nhiêu nè. Đó thì bây giờ mình thay vào thôi. 56 chia 4. 56 chia 4 bằng 14. Vậy là M lớn bằng 14 lần M nhỏ nha. Cứ thay thằng thằng M nhỏ hết thôi. M nhỏ nè. C nè. T phẩy trừ 24 nè. 24, 14M nhỏ mà trừ 1M nhỏ là 13M nhỏ. C nè. T phẩy trừ 80 bằng 0. MC với MC mất, đúng chưa? Vậy mình sẽ có là x xì trừ đi cho 24 bằng đi cho 13 x xì trừ đi cho 80 shift zone. Vậy nó sẽ ra là 84,7, đúng không ạ? Suy ra T phải xấp xỉ 84,7 độ C. 84,7 Ồ chết rồi. Chết rồi, nó không nói là làm tròn tới số mấy là làm sai hả trời? Nó không nói làm tròn tới số thập phân thứ mấy thì hơi toan cái chứ nhỉ. Nhiệt độ nước trong bình A lúc này là 24 độ C. Sau đó có nghĩa là liên tiếp ha. Múc một ca nước trong bình A là đang ở 24 độ C. Bước qua bình B. Thì thằng này sẽ là M lớn trừ M nhỏ là 13M nhỏ. C nè. T phải trừ 24. Là nhiệt độ ban đầu của bình A. Nhiệt độ ban đầu bình A ở giai đoạn số 2 đúng chưa? Đó thì múc sang thôi, múc sang thôi, múc gáo nước thôi, múc mấy ca, múc 1 ca luôn. Múc vẫn là múc 1 ca mà. Vẫn là múc 1 ca mà. Tại A cộng. Ôi giời ơi, chết tôi, chết.
toàn cái nhà ship zone, đa số đẹp thì nó mới ok được. À, đúng 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 đúng. Ôi rồi ở 76. Ý là nếu mà đề bài nó không nói làm tròn tới chữ số phân thứ mấy mà mình tính ra số hợp phân là có vấn đề đó mọi người ha. 76 độ C. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu cuối cùng đúng không? Câu cúng cùi. Băm nốt đi đúng không ạ? Băm nốt đi rồi rồi té nè. Một viên đạn bằng chì có khối lượng m bay với vận tốc v là 195 m trên giây va chạm mềm vào một quả cầu bằng chì cùng khối lượng m đang đứng yên. Cái nhiệt dung riêng của chì, nhiệt độ ban đầu của viên đạn và cầu bằng nhau, có nhiệt lượng chuyển ra môi trường không đáng kể, độ tăng nhiệt độ của viên đạn vào quả cầu là bao nhiêu độ C? Ok. Bây giờ chúng ta phân tích cái hiện tượng một chút nha. Đầu tiên va chạm vô đúng không? Va chạm mềm. Va chạm mềm thì cơ năng nó sẽ bị mất đi. Cơ năng sẽ mất đi, nó sẽ chuyển hóa thành nội năng. Độ biến thành nội năng. Độ biến thành nội năng sẽ chuyển hóa thành nhiệt lượng. Đúng không à? Tại vì sau khi va chạm xong nó nằm yên đúng không? Không còn thực hiện công nữa. Toàn bộ delta U nếu mà thể hiện ra môi trường bên ngoài sẽ biến thành quy. Được không à? Như vậy thì cũng đơn giản thôi. Va chạm mềm đúng chưa? Ở đây chúng ta có va chạm mềm. Thì áp dụng định luật bảo toàn động lượng thôi. Va mà đúng chưa? Thì khối lượng M nè nhân cho V nè. Lúc sau là viên đạn với lại cái cầu bằng chì nó bằng khối lượng nè. Tất cả sẽ có cái vận tốc lúc sau là V lớn đúng chưa? Vậy tương đương là V lớn sẽ bằng 0,5V nhỏ. Và bằng đi cho là 195 chia 2. À, 97,5. Ok chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có là đến ở đây coi như là thế năng nó không có thay đổi gì đúng không? Thì suy ra Q của mình ha là nhiệt lượng đó. Nó bằng đúng là cái độ hụt động năng luôn. Ok chưa? Độ hụt động năng luôn có nghĩa là bằng động năng lúc đầu trừ cho động năng lúc sau luôn. Động năng của hệ lúc sau ha. Động năng của hệ lúc đầu trừ cho động năng của hệ lúc sau nha. Thì Q này của mình nó sẽ bằng đi cho là M là của cái hệ thống này. Hệ thống hai viên này. C là 130. Delta T của mình nó là đang cần đúng không? Động năng lúc đầu là chỉ có viên đạn M nhỏ thôi là 195 bình phương, trừ cho động năng lúc sau là cả hai viên đang có động năng đang có vận tốc là 97,5 bình phương. Như vậy chúng ta rút gọn M đi là chúng ta giải ra được delta T thôi là bao nhiêu? 1 2 nhân cho 130 nhân cho xì, cả hai là bằng chì hết mà, bằng đi cho 0,5 của 195 bình phương trừ đi cho 97,5 bình phương bằng ship zone bằng 36,5625. 36,56 hả? Vậy là 36,6 độ. Sắp xỉ ha. 36,6 độ. Được chưa? Là đáp án cuối cùng của tôi. Rồi. Ok, vậy là chúng ta đã giải xong đề số 10 thi thử trên lớp vật lý physics vào thứ bảy tuần trước. Nếu các em thấy hay, hãy theo dõi YouTube của thầy để đón xem cái video tiếp theo. Đúng chưa? Đó. Cỡ 1 tuần nữa, 2 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ có một cái đợt thi đúng chưa? Dành cho lớp 10, lớp 11, lớp 12, môn toán và môn lý. Được chưa? Và đừng quên hãy subscribe group vật lý physics của anh Thái Văn Thành để chúng ta thi thử vào tối thứ bảy 9 giờ tối hàng tuần. Được chưa? Để chúng ta trau dồi thêm kỹ năng làm bài tập. Ok. Chúc các em học sinh 2K7 đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đúng chưa? Rồi còn lâu lắm nhưng mà chưa biết đề nó sao nữa. Thôi bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở đề số 11. See you later.